lại nữa vì chân như của năm loại mắt bình đẳng nên chân như của như lai bình đẳng vì chân như của như lai bình đẳng nên chân như của năm loại mắt bình đẳng vì chân như của sáu phép thần thông bình đẳng nên chân như của như lai bình đẳng vì chân như của như lai bình đẳng nên chân như của sáu phép thần thông bình đẳng như vậy hoặc chân như của năm loại mắt bình đẳng hoặc chân như của sáu phép thần thông bình đẳng hoặc chân như của như lai bình đẳng đều cùng một chân như bình đẳng không hai không khác. Lại nữa, vì chân như của Pháp môn Tam ma địa bình đẳng nên chân như của Như Lai bình đẳng, vì chân như của Như Lai bình đẳng nên chân như của Pháp môn Tam ma địa bình đẳng, vì chân như của Pháp môn Đà La ni bình đẳng nên chân như của Như Lai bình đẳng, vì chân như của Như Lai bình đẳng nên chân như của Pháp môn Đà La ni bình đẳng. Như vậy, hoặc chân như của pháp môn Tam ma địa bình đẳng, hoặc chân như của pháp môn Đà la ni bình đẳng, hoặc chân như của Như Lai bình đẳng, đều cùng một chân như bình đẳng, không hai không khác. Lại nữa vì chân như của mười lực Phật bình đẳng, nên chân như của Như Lai bình đẳng vì chân như của Như Lai bình đẳng nên chân như của mười lực Phật bình đẳng. Vì chân như của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng bình đẳng nên chân như của Như Lai bình đẳng. Vì chân như của Như Lai bình đẳng nên chân như của bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng bình đẳng. Như vậy, hoặc chân như của 10 lực phật bình đẳng, hoặc chân như của bốn điều không sợ cho đến chân như của 18 pháp Phật bất cộng bình đẳng, hoặc chân như của Như Lai bình đẳng, đều cùng một chân như bình đẳng, không hai không khác. Lại nữa, vì chân như của quả dự lưu bình đẳng nên chân như của Như Lai bình đẳng, vì chân như của Như Lai bình đẳng nên chân như của quả dự lưu bình đẳng, vì chân như của quả Nhất Lai bất hoàn A La Hán bình đẳng nên chân như của như lai bình đẳng vì chân như của như lai bình đẳng nên chân như của quả nhất lai bất hoàn a la hán bình đẳng như vậy hoặc chân như của quả dự lưu bình đẳng hoặc chân như của quả nhất lai bất hoàn a la hán bình đẳng hoặc chân như của như lai bình đẳng đều cùng một chân như bình đẳng không hai không khác lại nữa vì chân như của quả vị độc giác bình đẳng nên chân như của như lai bình đẳng vì chân như của như lai bình đẳng nên chân như của quả vị độc giác bình đẳng như vậy hoặc chân như của quả vị độc giác bình đẳng hoặc chân như của như lai bình đẳng đều cùng một chân như bình đẳng không hai không khác lại nữa vì chân như của trí nhất thiết bình đẳng nên chân như của như lai bình đẳng vì chân như của như lai bình đẳng nên chân như của trí nhất thiết bình đẳng vì chân như của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng bình đẳng nên chân như của như lai bình đẳng vì chân như của như lai bình đẳng nên chân như của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng bình đẳng như vậy hoặc chân như của trí nhất thiết bình đẳng hoặc chân như của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng bình đẳng hoặc chân như của như lai bình đẳng đều cùng một chân như bình đẳng không hai không khác này các thiên tử, Đại Bồ Tát hiện chứng chân như bình đẳng của tất cả Pháp như vậy, nên gọi là như lai ứng tránh đẳng giác. Thượng tọa thiện hiện đối với chân như này có khả năng tin hiểu sâu sắc, do đó nên gọi là thượng tọa thiện hiện do như lai xanh. Hết quyển thứ 321